Thành lập từ năm 2014, Viện Thẩm mỹ Diva tự hào là hệ thống chuỗi thẩm mỹ lớn nhất Việt Nam với hơn 40 cơ sở trải dài trên toàn quốc. Thực hiện tham vọng đưa dịch vụ làm đẹp chất lượng quốc tế đến gần hơn với người dân Việt, Viện Thẩm mỹ Diva không ngừng mở rộng các chi nhánh làm đẹp đẳng cấp 5 sao. Chi phí phải chăng cùng đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, không gian sang trọng, hiện đại, từ sảnh chờ đến các khu dịch vụ đều được chuẩn hóa riêng biệt theo tiêu chí, thoải mái cho khách hàng, tiện lợi trong quy trình thẩm mỹ. Xuất phát từ phương châm, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phát triển. Viện Thẩm mỹ Diva luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, trực tiếp thăm khám bởi đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu trong và ngoài nước, tư vấn phương pháp làm đẹp cụ thể dựa trên nhu cầu thực tế của từng khách hàng. Hệ thống máy móc, thiết bị tiên tiến nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc được đồng bộ tại tất cả cơ sở trên toàn quốc. Thường xuyên cập nhật ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới như công nghệ laser ND sắc điều trị nám tàn nhang từ Mỹ, điều khắc trên bày 9D theo công nghệ châu Âu, plasma lạnh top 5 công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thế giới hiện nay, công nghệ triệt đông Super Nanolight Hàn Quốc, công nghệ Lipo Ceramax Plus đốt mỡ số 1 tại Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó là yếu tố quyết định giúp Viện Thẩm mỹ Diva khẳng định được thương hiệu của mình cũng như mang đến các trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng khi đến đây. Hơn 5 triệu khách hàng đã thay đổi diện mạo nhờ Viện Thẩm mỹ Diva. Còn bạn thì sao? Nhanh tay liên hệ để nhận ưu đãi cực hot và được tư vấn miễn phí ngay hôm nay. Viện Thẩm mỹ Diva, hệ thống chuỗi thẩm mỹ lớn nhất Việt Nam.